Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Mổ xẻ ba thiết bị bất khả xâm phạm của Donald Trump khiến khủng bố cũng ngán. Trong số các nguyên thủ quốc gia có thể nói, Tổng thống Mỹ là người được bảo vệ nghiêm ngặt và chặt chẽ bậc nhất trên thế giới. Trong các lần công du quốc tế lẫn công tác trong nước, các đời Tổng thống Mỹ luôn được bảo vệ với một chế độ chuẩn không cần chỉnh. Nhưng một trong số những người được bảo vệ nghiêm ngặt nhất không ai khác chính là Tổng thống Donald Trump. Một trong những mục tiêu hàng đầu của các tên khủng bố, bản thân ông Donald Trump cũng ý thức được điều này nên mọi chuyến đi của ông đều có những điều sau đây. Pháo đại bay Air Force One. Air Force One là thuật ngữ nói về chiếc chuyên cơ có nhiệm vụ chỉ chuyên chở Tổng thống Mỹ trong các lần công du với số liệu 28.000 và 29.000. Chiếc máy bay này ra đời vào năm 1945 khi các cơ quan an ninh lo ngại khủng bố sẽ tấn công nếu Tổng thống di chuyển bằng máy bay dân dụng thông thường. Thiết bị này còn được biết đến với cái tên là Nhà Trắng Trên Không, pháo đại bay bởi những tính năng có 102 của mình. Air Force One được trang bị 4 động cơ phản lực Trineron Electric CF6-80C2B1. Thiết bị có thể đạt tốc độ tối đa tới 1.126 km/h, nhanh hơn nhiều so với máy bay thương mại. Trần bay tối đa 13.7 km. Tất cả thông tin kết nối giữa máy bay với mặt đất đều được mã hóa để đảm bảo an toàn, đề phòng trường hợp bị đột nhập và đánh cắp dữ liệu phá hoại máy bay. Bên trong Air Force One được trang bị 85 điện thoại thông thường và điện thoại vệ tinh, radio, máy phát, máy tính kết nối Internet. Ngoài ra, chúng còn được trang bị 19 TV thông minh và các thiết bị văn phòng khác kết nối với vệ tinh của Mỹ trên các trạm không gian, cho phép Tổng thống Mỹ quan sát, trao đổi mật vụ, chỉ huy quân sự ngay trên bầu trời. Vì các tính năng này mà người ta ví Air Force One như một trung tâm chỉ huy di động hiện đại nhất trên thế giới. Chưa dừng lại ở đó, Air Force One còn có khả năng chịu được bức xạ điện từ và phóng xạ từ vụ nổ hạt nhân. Hệ thống tiếp nhiên liệu trên không cho phép máy bay di chuyển xuyên suốt mà không bị gián đoạn. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, chuyên cơ này sẽ được hai pháo đại bay khác hộ tống là tiêm kích tàng hình F-22 Raptor hoặc tiêm kích F-16. Chúng được giám sát chặt chẽ bởi Bộ Chỉ huy Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ NORAD cùng hệ thống vệ tinh dày đặc, cho phép phát hiện các dị vật bất thường trong bán kính vài km để chuyên cơ chuyển hướng cũng như lực lượng không quân có đủ thời gian triệt phá khủng bố. Các chuyên gia quân sự cho biết chuyên cơ này được sinh ra để đối đầu với các kẻ khủng bố, nên từ đó đến nay chưa một ai có thể xâm phạm được Air Force One. The Bird siêu xe quái thú. Kể từ khi lên nắm quyền, Tổng thống Donald Trump đã ngay lập tức cho chế tạo chiếc xe này và trở thành công cụ quan trọng nhất trong các chuyến công tác. Nếu Air Force One được coi là pháo đài bay, thì The Bird sẽ là pháo đài mặt đất. Cadillac One, cơ quan mật vụ Mỹ gọi là The Bird, chiếc xe đắt nhất thế giới từng được chế tạo. Chiếc quái thú này được gọi là The Bird 2.0, được nâng cấp từ chiếc xe của người tiền nhiệm Barack Obama. Có trọng lượng lên tới 9 tấn, cho phép chúng đứng vững trước mọi loại vũ khí tàn phá. Bánh được cho là sử dụng loại lớp mới thường dùng cho xe tải, vừa và nặng gia cố thêm các bố thép để giúp xe tiếp tục di chuyển ngay cả khi lớp bị bắn thủng. Phần đuôi của The Bird mới ngắn hơn một chút so với phiên bản cũ. Quái thú mới có 3 cửa sổ lắp kính chống đạn, trong khi phiên bản cũ có tới 4 cửa sổ. The Bird 2.0 có lưới tản nhiệt, cụm đèn pha tương tự các phiên bản thương mại hạng sang mới của Cadillac. Thông số kỹ thuật của The Bird được bảo mật rất kỹ vì lý do an ninh. The Bird 2.0 sẽ được áp dụng các công nghệ tối tân về giải pháp bảo vệ, thiết bị an toàn, truyền thông và các tính năng bí mật khác,
đơn giá mỗi chiếc The Best 2.0 khoảng hơn 1,5 triệu USD, đưa nó trở thành chiếc xe đắt nhất từng được chế tạo cho Tổng thống Mỹ. Tàu bay vận tải hạng nặng Boeing C-17 Globemaster 3. So với hai thiết bị trên, Boeing C-17 Globemaster 3 không phải là một công cụ được sinh ra để bảo vệ Tổng thống, nhưng nó là chuyên cơ duy nhất phục vụ ông trong các chuyến công du và trường hợp khẩn cấp kể từ khi ra đời vào năm 1995. Boeing C-17 Globemaster 3 là máy bay không vận quân sự cỡ lớn, có chiều dài thân 53m, sải cánh rộng 51,75m. Với chiều rộng khoang hàng 5,5m, cao tối đa 4,6m, Globemaster 3 có khả năng mang đến 78 tấn hàng hóa hoặc 102 lính nhảy dù tinh nhuệ. Máy bay có khả năng vận chuyển hầu hết thiết bị chiến đấu di động của quân đội Mỹ, gồm xe tăng M1 Abrams, xe bọc thép M2M3 Bradley. Đặc biệt, chiếc máy bay còn có khả năng chuyên chở 4 máy bay trực thăng vận tải UH-60 Blackhawk, 2 máy bay trực thăng tấn công AH-64 Apache. C-17 được trang bị buồng lái điện tử và hệ thống vận chuyển hàng hóa tiên tiến, cho phép một phi hành đoàn gồm 3 người vận hành tất cả các hệ thống trên mọi loại nhiệm vụ. Tổng thống sẽ rất khó khăn nếu không có tàu bay này, vì trong các tình huống khẩn cấp, tàu bay sẽ cung cấp lính, đội đặc nhiệm không quân, thủy quân, lục quân để tiêu diệt các mục tiêu mà không bất kỳ quốc gia nào có thể đảm nhận. Thậm chí, nguồn thực phẩm của Tổng thống cũng được cỗ máy này chuyên chở, cho phép ông ăn được những món ăn hảo hạng và an toàn tuyệt đối. Tổng thống Donald Trump là người có một gia thế và cơ ngơi xa hoa, nên việc ông đầu tư cho sự an nguy của mình là điều không quá khó hiểu. Thực tế, để bảo vệ Tổng thống Donald Trump có rất nhiều đội cận vệ quốc gia. Tuy nhiên, các cỗ máy trên luôn được cho là thiết bị sống còn của Tổng thống vì chúng giúp che chắn an toàn tuyệt đối trong mỗi lần xuất hiện của ông ở bất cứ nơi đâu.